chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đại sứ quán Hà Lan. Kiểm tra tiến độ thi công đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Xã hội hóa xây dựng tuyến đường cây xanh tại huyện Kim Động. Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào ngày mai 27 tháng 6. Ngăn chặn ma túy trong giới trẻ. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam do ông Christoph Bromberger, Phó Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn để chuẩn bị tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, hợp tác thương mại của tỉnh Hưng Yên tại châu Âu. Đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của đất nước Hà Lan. Hà Lan không chỉ là đất nước xuất khẩu nông sản lớn, là nhà thu mua nông sản của Việt Nam lớn nhất Liên minh châu Âu, mà còn là quốc gia sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới. Ngài Phó Đại sứ mong muốn đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Hà Lan tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Lê Huy giới thiệu với đoàn về hạ tầng giao thông, quy hoạch phát triển, định hướng mở rộng các khu cụm công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Đồng chí đánh giá cao các doanh nghiệp, tập đoàn của Hà Lan đầu tư vào địa bàn đã và đang có đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của tỉnh. Hưng Yên mong muốn Ngài Phó Đại sứ cùng cộng sự sẽ hỗ trợ để các doanh nghiệp Hưng Yên tham gia đào tạo, sẵn sàng cho chương trình xúc tiến đầu tư, hợp tác thương mại của tỉnh Hưng Yên tại châu Âu. Thời gian tới, Hưng Yên sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Hà Lan tìm hiểu và nắm bắt cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, trong đó tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, tập trung nguồn lực đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 3. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 19.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư hạ tầng giao thông và đô thị. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm của thị xã là trên 400 tỷ đồng, mới đạt 24% kế hoạch. Nguyên nhân đạt thấp do công tác giải phóng mặt bằng chậm, thiếu nguồn vốn đầu tư do chậm thực hiện các dự án đấu giá đất. Đây là những nhiệm vụ thị xã sẽ tập trung thực hiện quyết liệt trong 6 tháng cuối năm. Đảng bộ thị xã yêu cầu cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật về đầu tư các công trình dự án. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã kiểm tra tiến độ các dự án tái định cư giải phóng mặt bằng, dự án đường vành đai 4 tại các huyện Văn Giang và Văn Lâm, việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật đường điện và thủy lợi và kiểm tra thực địa việc bàn giao mặt bằng tại trạm thử nghiệm Văn Giang. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã thu hồi đất và bàn giao cho dự án đường vành đai 4 hơn 195 trên 226 ha, đạt trên 86%. Tổ chức thực hiện xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang. Hiện nay các khu cải tạo mở rộng nghĩa trang đã cơ bản hoàn thành, các khu tái định cư khối lượng thi công đạt khoảng 70%. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn vướng mắc như kết quả xác định giá đất cụ thể có sự chênh lệch lớn về giá đất ở tại vị trí thu hồi và giá đất ở tại vị trí tái định cư, bồi thường bằng đất. Việc di chuyển trạm thực nghiệm Văn Giang do không đủ cơ sở để bồi thường hỗ trợ dẫn đến khó khăn trong công tác bàn giao mặt bằng. Việc tuyên truyền di chuyển mộ hung táng chưa đủ thời gian cải táng gặp nhiều khó khăn. Việc triển khai thi công dự án thành phần 2.2 chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành, đơn vị thi công, đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đầy đủ mặt bằng sạch để nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ di chuyển đường điện, đảm bảo tiến độ thi công các dự án tái định cư. Đơn vị thi công phối hợp với chủ đầu tư và các địa phương tổng hợp những khó khăn vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp cụ thể để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Ân Thi vừa tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cụm công nghiệp Vân Du, Quang Vinh.
Diện tích thu hồi để thực hiện dự án là khoảng 45 hectare của 361 hộ gia đình cá nhân, trong đó xã Quang Vinh có 342 hộ dân, xã Vân Du 19 hộ dân. Trong ngày, các hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi phục vụ dự án đã đến làm thủ tục nhận tiền bồi thường hỗ trợ về đất với số tiền trên 120 tỷ đồng, gồm tiền bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất và tiền thưởng tiến độ. Việc triển khai chi trả tiền đền bù diễn ra nhanh chóng, kịp thời, công khai, giúp người dân hiểu được các chính sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của luật. Mùa hè với những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài khiến cho tầm quan trọng của bóng cây, tán lá và những con đường cây xanh càng trở nên quan trọng hơn. Bởi nó không chỉ là nơi trốn nắng nóng mà còn giúp không khí, cảnh quan dịu mát, sáng xanh sạch đẹp hơn. Vì thế tại huyện Kim Động, các địa phương cùng người dân đã nỗ lực trồng mới, chăm sóc và xây dựng lên nhiều tuyến đường cây xanh từ phong trào trồng cây nhân dân, phủ xanh xóm làng. Cách đây hơn 10 năm, khi nhà nước có chủ trương xây dựng tuyến đường bê tông chân đê thôn Phương Tòng, xã Hồng An, hơn 20 hộ dân xóm đê đã bàn nhau tự góp tiền mua cây trồng dọc tuyến. Qua sự chăm sóc của mỗi gia đình, hàng cây phượng, bàng, bằng lăng mà cả xóm trồng giờ đã phát triển cao, tán rộng và trổ hoa rực rỡ mỗi khi hè về. Vòng tay ôm không hết thân cây, bà Ngọc phấn khởi bởi hàng cây giúp cho không khí nơi đây luôn mát mẻ. Trước đây đường không được phẳng đẹp như bây giờ đâu mà ria này nó rất là trũng. Bọn tôi là phải lăn từng cục đá ở trên đê xuống để kè vào và đổ đất vào. Và bây giờ là rất là mát mẻ và cây rất là to, mọi người đi qua đều khen là hàng cây. Hơn 150 cây bóng mát mới được trồng cách đây hơn một năm tại đường trục thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, nhưng đến nay đã phát triển lên xanh tốt. Bằng cách làm sáng tạo, đó là đưa trách nhiệm chăm sóc hàng cây cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân trước cửa nhà mình. Cùng với đó là sự tham gia của các hội đoàn thể, tổ chức bón phân, tỉa cành định kỳ, qua đó tạo thói quen tốt cho người dân trong thôn. Mỗi gia đình cũng tự ý thức trồng thêm cây, giữ gìn cảnh quan môi trường xung quanh của gia đình. Thôn xã trồng cái hàng cây xanh này là mình cũng trồng thêm vào, ước cho nó phong cảnh cho đẹp, bà con xã viên đi ước là cũng rất là phấn khởi. Trước kia nắng thì không có cây cối thì nói chung là dân cư là cũng ít, mà bây giờ mát nên là cũng nhiều người tập thể dục lên, mà nói chung là tối nào cũng đi đường này đông vui lắm. Mua đất, đổ đất, vun gốc cây rồi thì tưới kích thích cho cây. Toàn bộ nhân dân làng Cốc Ngang rất hưởng ứng, chứ không cứ riêng gì lãnh đạo địa phương của chúng tôi, mà tất cả các hộ gia đình nằm trên dọc các cái tuyến đường cây này đều có tinh thần và trách nhiệm cao. Nếu cần huy động là bà con rất là nhiệt tình ủng hộ. Việc thực hiện bao phủ cây xanh trên các tuyến đường được huyện Kim Động triển khai đến các địa phương thông qua các phong trào phát động trồng cây nhân dân hàng năm. Từ năm 2022 đến nay, mỗi năm toàn huyện trồng thêm khoảng gần 20.000 cây xanh, trong đó chủ yếu là các loại cây bóng mát như hoa ban Tây Bắc, kèn hồng, Osaka. Các địa phương kiến thiết xây dựng, mở rộng đường đều bố trí dành diện tích đất lề, vỉa hè để trồng cây bóng mát. Một số địa phương hưởng ứng và trồng nhiều cây xanh như Toàn Thắng, Phạm Ngũ Lão, Nhân La, Hùng An, Ngọc Thanh, Đồng Thanh. Trong cái thời tiết nắng nóng như này thì rất mong muốn là sao là có nhiều cây xanh. Bản thân tôi thì trồng nhiều cây xanh dọc như các tuyến đường quanh nhà đây, xác định sau này là cho nó vừa gia đình nhà mình là riêng cho đến trong tập thể. Nỗ lực của mỗi địa phương người dân trong việc trồng cây phủ xanh các tuyến đường trên địa bàn huyện Kim Động đã giúp cho không gian môi trường sống của người dân ngày càng trở nên xanh mát, trong lành, đồng thời sớm đưa các địa phương hoàn thành tiêu chí tỷ lệ bao phủ cây xanh để về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6 năm 2024. Mọi công tác chuẩn bị để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, nghiêm túc, đúng quy chế, cơ bản đã hoàn tất. Hiện tỉnh Hưng Yên sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này. Tại điểm thi trường trung học phổ thông Nam Phù Cừ, công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi hoàn thành từ những ngày trước. Sáng nay, nhà trường đã bàn giao đầy đủ cơ sở vật chất cho điểm thi, đảm bảo 12 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng, phòng hội đồng, phòng y tế, phòng chứa đề thi, bài thi. Hệ thống điện, máy phát điện dự phòng, camera giám sát đều hoạt động tốt. Chuẩn bị cơ sở vật chất rất là tốt, các cái phòng học đảm bảo cách ly với cái khu vực dân cư,
và những khu vực, những cái phòng thi trống không thi thì đều được đã được dán niêm phong. Trường đã có cả những cái phương án dự phòng trong trường hợp mất điện, xảy ra mưa bão thì phải có phương án để đưa đón thí sinh trong trường hợp mà thí sinh không đến trường kịp thời. Cũng như mọi năm, vấn đề đảm bảo an ninh an toàn điểm thi được đặt lên hàng đầu. Trong buổi sáng, tất cả các điểm thi đã được quán triệt lại quy chế thi cho tất cả 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi, đồng thời thống nhất các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trước và trong khi diễn ra kỳ thi. Quan điểm của tỉnh Hưng Yên là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh hoàn thành kỳ thi. Các cán bộ coi thi đều được quán triệt thực hiện đúng quy chế nhưng không gây căng thẳng, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Chương trình tiếp sức mùa thi được nhiều địa phương, đoàn thể quan tâm với các hình thức hỗ trợ tối đa cho thí sinh. Các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường cũng đã đặc biệt quan tâm chú ý tập huấn phổ biến cho các em học sinh khối 12 rất kỹ về quy chế thi, bố trí bộ phận xung kích tình nguyện, rồi các thầy cô chủ nhiệm sẽ thường xuyên liên hệ hỗ trợ để đảm bảo các em đến tham gia kỳ thi một cách đúng giờ. Nhà trường cũng đã chuẩn bị rất chu đáo về phòng y tế với đầy đủ cơ số thuốc có thể thăm khám, hỗ trợ chăm sóc, chăm dưỡng học sinh nếu như các em không may có thể bị ốm đau trong kỳ thi. Chiều ngày 26 tháng 6, gần 16.400 thí sinh trên toàn tỉnh đã tới điểm thi nhận phòng thi, được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, ra soát lại thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số báo danh để kịp thời sửa đổi bổ sung nếu có sai sót. Em cảm thấy là tâm trạng của mình khá là hồi hộp và lo lắng, nhưng mà em vẫn luôn luôn giữ cho mình suy nghĩ tích cực, mình có thể vượt qua kỳ thi này ạ. Em đăng ký các khóa học online để ôn tập cho kỳ thi này, là tâm trạng của em cũng khá thoải mái, cũng không căng thẳng mấy. Tâm trạng của em bây giờ là hồi hộp và cũng có một đôi chút phần tự tin rồi ạ. Hiện tại em rất là sẵn sàng để bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2024 ạ. Ngày mai, thí sinh sẽ bước vào ngày thi chính thức đầu tiên với môn ngữ văn buổi sáng, môn toán buổi chiều. Chiều ngày 25 tháng 6, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Giang trao kinh phí hỗ trợ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đại diện các doanh nghiệp trao 24 suất quà với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng, hầu hết là hỗ trợ cho các em thuộc hộ nghèo, bố mẹ đã mất hoặc ốm đau bệnh tật nhưng vẫn cố gắng vượt khó học tốt, đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài hỗ trợ bằng tiền mặt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Giang cũng tặng thêm các phần quà khác như đồ dùng học tập và đồ dùng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Hướng tới kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi câu lạc bộ gia đình tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2024 với chủ đề Xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững. Hội thi năm nay có sự tham gia của hơn 200 thành viên đến từ 10 câu lạc bộ gia đình tiêu biểu ở 10 huyện, thị xã, thành phố là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình ở cơ sở. Mỗi câu lạc bộ trải qua 3 phần thi, bao gồm thi chào hỏi, thi năng khiếu và thi xử lý tình huống liên quan tới kỹ năng tổ chức hoạt động câu lạc bộ, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, hòa giải về các vấn đề trong gia đình. Cơ bản các câu lạc bộ đã có sự chuẩn bị tốt về cảnh trí, đạo cụ, hóa trang, phục trang. Nhiều phần thi được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, tiểu phẩm. Nội dung tiểu phẩm bám sát chủ đề hội thi, có thông điệp rõ ràng, có tính tuyên truyền giáo dục, có phân tích và liên hệ thực tế, chia sẻ cách làm hay, những kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động câu lạc bộ, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững tại địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho câu lạc bộ gia đình hạnh phúc xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải nhì, 6 giải ba và các giải nhánh. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn cả nước đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Nhiều loại ma túy núp bóng được giao bán tràn lan trên mạng xã hội, đặt ra nhiều thách thức không chỉ với ngành chức năng mà còn với cả cộng đồng. Vì vậy, thời gian qua, ngành chức năng cũng như các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã và đang nỗ lực với nhiều giải pháp triệt phá, ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong giới trẻ như hiện nay. Phản ánh nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Thứ đáng giá nhất trong căn nhà của người phụ nữ này là chiếc xe đạp cũ. Nó cũng là tài sản duy nhất để nuôi sống bà bằng việc đi nhặt ve chai mỗi ngày để gắng trụ qua ngày. Chồng qua đời khi con trai còn nhỏ.
chật vật làm đủ thứ việc nhưng cũng không đủ để chu cấp cho đứa con trai út sinh năm 1990 ở cùng mình. Cũng bởi không chỉ người con út mà ngay cả người anh trai cả cũng đã bị nàng tiên nâu gieo rắc suốt gần chục năm nay. Vẫn mong các con sẽ có ngày trở về làm lại cuộc đời nên bà quyết định gửi người con út vào trại cai nghiện ít ngày trước và dự định sẽ gửi người anh cả vào sau. Bỏ đi thì nó lại về phá hết sạch. Thế mà bao nhiêu công nào thì cứ một mình mẹ làm lên thôi, chứ con có làm được cái gì đâu. Nó chỉ cần tiền thôi mà. Có cái gì trong nhà nó bán hết, không còn có cái gì. Không có phải đi vay cho nó. Cũng đi tù 2-3 lần rồi cũng không phải ít gì. Nhưng về vẫn chứng nào tật ý, không chừa được một tẹo nào. Cứ hứa rồi nhưng chỉ được 1 tháng 2 tháng lại bắt đầu như thế, thằng Anh thế thằng Yên vậy. Xã Phù Ủng có địa bàn phức tạp do giáp danh với tỉnh Hải Dương với dân số gần 10.000 người, trong đó có khoảng 1.000 thanh thiếu niên. 6 tháng đầu năm 2024, công an xã đã phối hợp với công an huyện bắt và khởi tố 2 vụ tàng trữ trái phép về ma túy. Xã có khoảng 10 đối tượng nghiện và nghi nghiện, trong đó có 2 đến 3 đối tượng là thanh thiếu niên. 2 đối tượng đã được đưa đi cai nghiện tự nguyện và bắt buộc. 9 đối tượng được quản lý chặt chẽ trên địa bàn. Chúng tôi cũng thực hiện nhiệm vụ theo các cái quy trình tuần tra, canh gác, kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, các gia đình tuyên truyền vận động đẩy lùi các cái đối tượng đã nghiện và nghi nghiện, có kết hợp cùng với lại cả các nhà trường tiểu học và trung học cơ sở tuyên truyền để cho các cháu nhận thức được cái tác hại của ma túy. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 877 vụ, hơn 1.000 đối tượng về ma túy, trong đó khởi tố hơn 400 vụ, 482 bị can, thu giữ trên 645 gram heroin, gần 2.000 gram ma túy tổng hợp. Các đối tượng nghiện vi phạm pháp luật, đáng nói những đối tượng này đã có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Muốn địa bàn không ma túy thì chúng ta phải không được dùng, bắt đầu không thử. Đến bây giờ là học sinh là quan trọng nhất. Chúng tôi đã có đề án, tức là tuyên truyền từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 sử dụng ma túy rất nguy hiểm. Đề nghị là gia đình, quan trọng nhất gia đình là quản lý. Cái thứ hai, khi mà đối tượng đã sử dụng ma túy rồi, đã có tiền án rồi thì về nhà đề nghị là tổ chức xã hội cũng như các doanh nghiệp phải tiếp nhận. Công an đến từng địa phương rồi, công an chính quyền địa phương rồi. Muốn việc thành công thì đòi hỏi là bí thư chủ tịch là phải sát sao. Phòng ngừa tội phạm về tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên là nhiệm vụ quan trọng cấp bách của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động phối hợp của các ngành địa phương, nhất là ngành giáo dục. Bên cạnh đó là sự phối hợp quản lý chặt chẽ từ gia đình sẽ góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trong giới trẻ như hiện nay. Nhằm chấn chỉnh văn hóa giao thông, lực lượng chức năng thành phố Hưng Yên đã ra quân xử lý tình trạng ô tô, xe máy dừng đỗ sai quy định dưới lòng đường, các tuyến đường. Khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với đường Trần Quang Khải, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên là nơi tập trung một số quán ăn sáng. Không khó để bắt gặp tình trạng khách ăn sáng đỗ xe tùy tiện dưới lòng đường, đỗ cách xa lề đường, thậm chí đỗ hàng hai ngay cạnh khúc cua ngã tư đường. Tình trạng này cũng diễn ra trên nhiều tuyến phố như đường Nguyễn Lương Bằng, đường Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, đường Trưng Trắc, Trưng Nghị, phường Quang Trung. Thời gian qua, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hưng Yên phối hợp công an các phường, xã tổ chức ra quân xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Các cái lỗi vi phạm chính là các cái lỗi hay chủ yếu là lấn chiếm hành lang an toàn giao thông như dừng đỗ ở sát không đảm bảo khoảng cách giữa lòng đường và vỉa hè, và dừng đỗ phương tiện như ô tô có thể là đỗ hàng hai, thì các cái lỗi này là vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực giao thông. Cơ quan công an kiên quyết xử lý triệt để các cái lỗi này để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện và người tham gia giao thông. Lực lượng chức năng của thành phố đã tuyên truyền, nhắc nhở trên 1.000 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 150 triệu đồng. Trong đó tiêu biểu như Công an phường Hiến Nam đã xử phạt 38 trường hợp 5,7 triệu đồng, Công an phường An Tảo xử phạt 30 trường hợp 4,5 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn diễn ra. Vì vậy, thời gian tới Công an thành phố Hưng Yên tiếp tục tuyên truyền và xử lý nghiêm khắc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.